kể trước ha. À, 10 xích Giáng Đông. Lễ bạc dạ. Đức Rạng Đông kể trước để huynh Bát Tha Ná nghỉ ngơi một chút. Không biết đạo tràng có an. Kính chào Sis Quang Nguyệt mới vào room. Dạ, kính cảm ơn quý vị. Rạng Đông xin đọc cấp cú số đi. Gà tát thi nô quy sô gà sát. Vô tát sát sắp ba thi sắp ba căn thập ba hỷ na sa ba rê la hồ na quýt cha tí gà tát thi nô quy sô ca sa vi pa mô ta sa sa ba thi sa ba càng thấp ba hì na sa ba ri là hồ na quýt cha tí gà ta thi nô quy sô ca sa vi pa mô ta sa sa ba thi sa ba càng thấp ba hì na sa ba ri là hồ na quýt cha ti gà ta thi nô quy sô ca sa vi pa mô ta sa sa ba thi sa ba càng thấp ba hì na sa ba ri là hồ na quýt cha ti đức đã đến không sầu giải thoát ngoài tất cả đoạn trừ mọi buộc ràng vị ấy không nhiệt não bản dịch của hòa thượng Minh Châu gà ta thi nô vi ta sa vi pa mu ta sa sa ba thi sa ba cần thấp ba hì na sa ba ri là hồ na quýt cha tí gà ta thi nô vi so ca sa vi pa mô ta sa sa ba thi sa ba càng thấp ba hì na sa ba ri là hồ na quýt cha tí trải qua suốt cuộc hành trình ưu phiền chấm dứt khổ hình tiêu tan cởi bao triền phược buộc ràng sống đời siêu thoát lửa tàn dùi tro bản dịch của hòa thượng Giới Đức ta ta thi nô quy sô ca sa vi pa mô ta sa sa pa thi sa pa càng thấp pa hì na sa pa ri là hồ na quýt cha ti dạ Rạng Đông cũng đọc hơi dài dài rồi mà không có sis mình bằng tay kính mời sis Dạ, Nam Mô Bích Thà Giá, Nam Mô Thành Mời Giá, Nam Mô Phân Khà Giá. Con kính đảnh lễ ơn Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ơn Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ơn Đức Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý anh chị. Thế mình xin phép được trả bài câu pháp cú số 90. Gia tát thi nô vi sô ca sa vi ba mu ta sa sắp ba thi sắp sắp ba gần thấp ba hì na sa ba di là hồ na quý cha tí Gia tát thi nô vi sô ca sa vi ba mu ta sa sắp ba thi sắp ba gần thấp ba hì na sa ba di
là hồ na quý cha tí dạ thi nô vì xa xa vịt ba mưa ta xa xa ba thì sập ba gan tháp bảy na xa ba di la hồ na quý cha tí dạ ta thi nô vì xô ca xa vì ba mưa ta xa sập ba thì sập ba gan tháp ba la xa ba di la hồ na quý cha tì dạ tắc thi nô vi sô ca vi ba mưa ta xa sập ba thì sập ba gan tháp ba di na xa ba di la hồ na quý cha tì đích đã đến không sầu giải thoát ngoài tất cả đoạn trừ mọi buộc ràng vị ấy không nghiệp não văn dịch của hòa thượng Minh Châu và tan thi nô vi sô ca sa vi ba mưa ta sa sa ba thi sa ba gan tháp ba hi na sa ba di la hô nơi đích đã đến không sầu giải thoát ngoài tất cả trừ mọi buộc ràng vì ấy không nghiệp não bản dịch của hòa thượng Minh Châu trải qua suốt cuộc hành trình ưu phiền chấm dứt khổ hình tiêu tan cởi bao triền phược buộc ràng sống đời siêu thoát lửa tàn vùi cho khổ thôi của hòa thượng Giới Đức và em kính mời vô thượng. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con vô thường, con cúi đầu đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Cùng kính chào quý đạo hữu anh chị em trong đạo tràng. Dạ vô thường xin trả bài câu 90. Gata thino viso kassa viba mutta sasappati sabba gang tháp bà hi nát sát bà hi sabba gang tháp bà hi nát sát bà ri la no na bà ri la hồ na quỳ gia tỳ gạt tập thi nô vi số ca sát vi bà mút ta sa sắp bà thị sắp bà gần tháp bà hì na sát bà rì là hồ na quỳ gia tỳ gạt tập thi nô vi số ca sát Vipa mustas sa sap ba thi sap ba gang tháp ba hi na sa ba ri na vi ya ti đức đã đến không sầu giải thoát ngoài tất cả đoạn trừ mọi buộc ràng vì ấy không nhiệt nhiệt não hòa thượng Thích Minh Châu trải qua suốt cuộc hành trình ưu phiền chấm dứt khổ hình tiêu tan cởi bao triền phược buộc ràng sống đời siêu thoát lửa tàn vùi cho hòa thượng Giới Đức. Gata thi nô vi số cát sang vi ba mô ta xa sắp ba thi sắp ba găng tháp ba hi nát sang ba ri la hô na quy gia ti.
Gatam thino viso gat sang vipamutan sa sabbathi sabba gang tham bai nat sat bari laho navijati. Gatam thino vipamuttan sa sambhati sappagang tham bahinat sakbari laho na viyati. Đích đã đến không sầu, giải thoát ngoài tất cả, đoạn trừ mọi buộc ràng, vị ấy không nhiệt não. Hòa thượng Thích Minh trải qua suốt cuộc hành trình ưu phiền chấm dứt, khổ hình tiêu tan, cởi bao triền phược buộc ràng, sống đời siêu thoát lửa tàn bụi cho. Hòa thượng Giới Đức. Dạ từ mẫn. Dạ à, dạ vô thường đọc xong câu kệ. Dạ thành kính tri ân quý đạo tràng anh chị em. Vô thường xin trao mít lại cho đạo tràng. Dạ dạ xin phép vô thường xin rờ rung sớm. Dạ nam mô Bụt Tha. Dạ dạ sa thu sa thu anh thầy Xích Vô Thường. Nam mô Bụt Tha gia, nam mô Tham ma gia, nam mô Sẵn tha gia. Kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Kính chào toàn thể các quý anh chị em đạo hữu trong đạo tràng. Phát thanh xin được kể kinh pháp cú số 90. Gatati no viso kassa vipamutassa sati sabbagantha paninassa parilaho na vicati. Gatati no viso kassa vipamutassa sabbati sabbagantha paninassa parilaho na vichati. Gatatino visokasa vipamutasa sabati sapagantham panhinasa parilaho na vichati. Đích đã đến không sầu, giải thoát ngoài tất cả, đoạn trừ mọi buộc ràng, vì ấy không nhiệt não. Bản dịch của ngài Minh Châu. Trải qua suốt cuộc hành trình ưu phiền chấm dứt, khổ tình tiêu tan, tời bao triền phược buộc ràng, sống đời siêu thoát lửa tàn hủy cho. Bản phổ thơ của ngài Giới Đức. Dạ nam mô Phật Tha. Dạ dạ con vừa kể xong bài kinh pháp cú số 4 mã số 90. Dạ kính là lễ sư Thiện Lâm ạ. Thiện Lâm vừa quang lâm đạo tràng và kính chào Xích Nhật Huyền. À, không biết Xích Nhật Huyền có khỏe có thể kể được không Xích ơi? Khi có khỏe chưa? Có thể cầm mic được không? À, thấy Xích ra tay mừng quá rồi. Mời Xích nha. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Minh Quách Thành Lát. Ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, cảm ơn cô em mình, Minh Bạch Thành Á, cho Nhật Vịnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Sư Thiện Lâm cùng Chư Tôn Đức Hiệu Đạo Tràng. Nhật Vịnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhỏ hả? Dạ, vậy để Nhật Vịnh coi lại nha. Dạ, coi lại, không biết là tại Nhật Quỳnh nói nhỏ ha. Nhật Quỳnh cho âm thanh nhỏ. Dạ, bây giờ Rạng Đông nghe được rõ không Rạng Đông? Dạ, Rạng Đông nghe được rõ không? Nếu Rạng không rõ, Nhật Quỳnh chạy đi kiếm chỗ khác. Cũng còn nhỏ phải không? Dạ, cảm ơn Rạng Đông rất là nhiều. Tại máy nghỉ lâu quá, có thể nó có vấn đề.
Dạ, cho Nhật Quỳnh chút xíu ạ. Hello. Dạ, bây giờ Rạng Đông nghe có to hơn chút được không? Có được thêm chút xíu không Rạng Đông? Đỡ rồi hả? Mình chỉnh thêm chỗ này miếng nữa. Rồi, chắc được rồi phải không Rạng Đông? Dạ, Nam Mô Bụt Thầy dạ. Dạ, con thành kính. Con đảnh lễ chư Tôn Đức. Dạ, Nhật Quỳnh kính lễ với bà, với cô tu nữ. Cũng do cái giọng Nhật Quỳnh một phần nữa đó Rạng Đông. Dạ, máy Nhật Quỳnh coi rồi. Có lẽ là chưa có nói nổi. Dạ. Nhưng tại thấy nhà đạo tràng vắng quá, còn dư giờ nhiều quá nên Nhật Quỳnh chạy vào. Dạ. Nhật Quỳnh chào Vinh Quách Thanh Á, kính chào Ánh Trăng Rằm, kính chào Chanh Đa Ra, kính chào Công Thanh, mến chào Xích Hoa Nguyệt, mến chào Xích Rạng Đông, kính chào cô Ái Minh, kính chào Hiển Mộng, kính chào Diễm Nguyễn, mến chào Châu Phan, kính chào Quý, mến chào Trang Thư, kính chào Viên Say. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Nhật Quỳnh vào đạo tràng. Cảm ơn Rạng Đông cho Nhật Quỳnh bài học. Dạ con xin được ôn pháp của kinh số 90. Dạ lâu quá con trốn học, hôm nay con vào đạo tràng lại. Rất có nhiều sơ sức và dạ, kính mong đạo tràng hoan hỷ á. Gata gata thi no viso ca sa quyết ba ta sa sắp ba thi sắp ba gành thấp ba hì nát sa ba di là hầu na quyết cha ti. Gata thi no viso ca sa quyết ba mu ta sa sắp ba thi sắp ba gành thấp ba hì nát sa ba di là hồ na quy chát tị gạch tắp thì nờ quy sờ ca sa quyết ba mua ta sa sắp ba ti sắp ba gần thấp ba hì nát sa ba ri là hồ na quy chát tị đích đã đến không sầu giải thoát ngoài tất cả đoạn trừ mọi buộc ràng vị ấy không nhiệt não. Và đây là bản chuyên ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và tập thi nô vì sâu ca xa quyết ba muốt ta sa sắp ba thi sắp ba gan tháp ba hy na sa ba ri la hô na quyết cha ti. Gạt tập thi nơ vì sâu ca xa quyết ba mua ta sợ sắp ba thì sợ ba gần thấp ba hì na xa ba thịt la hô na quyết cha ti. Trải qua suốt cuộc hành trình ưu phiền chấm dứt khổ hình tiêu tan cởi bao phiền trược buộc ràng sống đời siêu thoát lửa tàn bụi tro. Đây là bản hậu thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Con thành kính đảnh lễ Đại Đức Minh Mẫn vừa quang lâm vào đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, Bạch Sư Sư vào đạo tràng sớm mà chúng con cũng ôn bài sớm rồi. Sư có thể sẵn sàng để cầm mic giảng bài không? Sư cho con một tín hiệu ạ. Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, Đại Đức Minh Mẫn có nghe được âm thanh con không? À, mình chào Xu Khá, anh Đức Khá. À, anh Xu Khá, anh Đức Khá ơi, có trả bài được không? Nhật Quỳnh chưa thấy tín hiệu của Đại Đức Minh Mẫn để giảng bài sớm. Nếu Xu Khá có trả bài được thì mời bằng tay Xu Khá. Xu Khá có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Xu Khá ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Có cầm mic được không?
Rồi, mời chú Khá ngạo. Alo. Dạ, cảm ơn cô Nhật Bình. Nam mô Bụt Tha La, Nam mô Tham Ma La, Nam mô Sang Tha La. Con kính lễ lễ ân đức chư Phật, ân đức giáo pháp, ân đức chư tăng. Con kính lễ lễ thượng tọa Minh Hạnh. Đại đức Minh Mẫn Sư Thiện Lâm cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào với cô tu nữ, với cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc cô kinh Pháp Cú số 90. Gatathino viso kasavibhamutta sasabhatisa paganthabahi lasapazina ho navichati. Gatathino viso kasavibhamutta sasabhatisa thi sắp ba gần tháp ba hì la ba di na hồ na vi cha ti ga ta thi nô u so ca sa vi ba mu ta sa sa pa thi sa ba gần tháp ba hì la sa ba di na hồ na vi cha ti thi nô vi so ca sa vi ba mu ta sa sa pa thi sa pa gan tha pa hi na sa pa di na hồ la vi cha ti. Đích đã đến không sầu giải thoát ngoài tất cả đoạn trừ mọi buộc ràng vị ấy không nhiệt não. Đó là dịch của con đã đọc bài xong, xin xuống đích ạ. Nam mô Bụt Tha La. Dạ, sa thu lành thầy Sukha and Dukha. Dạ, bây giờ Vatana đã không còn thấy bàn tay nào nữa rồi. Vatana xin được cùng tịch Pháp Sư. Thầy xin chừng hình đưa tay mà Vatana đưa tay cho xích ra để xích nghỉ hôm nay thì. Brahmacalokadhipati sahampati Katan jarian ti warang ayah jata santa satta pryaka jatika tese tu tamang anu kampi mang pacang Phạm thiên vẫn ngầm ngùi khẩn khoản Phật nhầm lời nhưng chẳng gì ơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm ma vườn lọc giả ngài rời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính như pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp bốn mươi lăm hạ gia phèn toàn một lòng chẳng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lằn rưới khắp thế gian bởi nhân cơ tích rõ ràng thỉnh ngài nói đặng từ bi
chúng con ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu đặng chi chi vẹn toàn. Dạ nam mô Phật Thầy trong rô đức minh bản từ bi hoan hỷ thuyết giảng từ vựng ý nghĩa và duyên sự bài pháp cú số 91 nam mô Phật Thầy. Dạ con xin được cung kính bấn ạ. Alo, không biết đại đức Minh Mẫn có trước máy không hay là đức có máy có ổn định chưa? Không biết đại đức có Minh Mẫn thấy vào room mà không biết máy có ổn định không biết. Dạ kính bạch đại đức Minh Mẫn nghe tiếng của con không ạ? Alo. Alo, alo. Là đại đức Minh Mẫn để nên đi đâu. Ra ngoài rồi. Dạ cảm ơn là Châu Phan. Cảm ơn Sít Nhật Huỳnh. Hay là đại đức để mic đấy không? Chắc tiêu tới giờ để ra ngoài được không biết. Alo, không biết đại đức Minh Mẫn có trở lại máy chưa? Im ru. Dạ, cảm ơn Châu Phan. Không thấy đại đức không có tín hiệu rồi. Từ đại đức Minh Mẫn hết. Kính chào đạo hữu Nghi Lai Nghi Lai 2001 và học pháp Phật online. Kính chào Vũ Minh Minh cùng với bà đại trạng. Dạ không biết đại đức Minh Mẫn có trở lại máy chưa? Alo. Không biết đại đức ở trước máy con không nghe hay là không có chiếc máy không biết nữa. Dạ, con kính cung thỉnh đại đức Minh Mẫn từ bi hoan hỷ thuyết giảng từ vựng ý nghĩa và duyên sự bài kinh pháp cú số 91 Phật Thầy. Dạ, con kính đã cung thỉnh sư ạ. Chúng ta đi lấy mấy cái cuốn kinh. Dạ, kính tri ân huynh Quá Thanh á. Dạ, kính tri ân chư Phật tử đã cho biết là nghe rõ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo là Phật Bạn Bảo. Dạ, kính đảnh lễ ồ, hôm nay không có thấy vị sư nào ở trong room đâu quý vị ha. Ồ, chúng tôi rà lui rà các cái nick ở trong room mà không thấy có vị sư nào hết trơn. Có sư Thiện Lam. Dạ, vậy thôi xin được đảnh lễ chung này. Dạ, kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. À, có sư Thiện Lam. Kính đảnh lễ sư Thiện Lam. À, kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ pháp cú số 91. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng.
và việc dịch văn xuôi. Đoạn thứ nhất của câu kệ Uyun chan ti sati manto. Uyun chan ti sati manto. Đoạn thứ hai Nanikete ra manti. Nanikete ra manti te. Nanikete ra manti. À, âm thanh nhỏ lại rồi hả? Dạ. Rồi. Đoạn thứ ba. Hăng sa wa pa lăng toa. Hăng sa wa pa lăng hi toa. Tư ô ca mô căng cha hàn ô ca mô căng cha hàn ti tê ô mô căng cha hàn ti tê. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng của bốn đoạn này. Đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên uyun chan ti. Uyun chan ti. Đây là một cái động từ chia theo ngôi thứ ba số nhiều. À, thành ra chúng ta mới thấy có cái hình thức là an tí ăn sau. Tí an tí si tham y ma. À, thì cái động từ thì hiện tại này chúng ta có thể dịch ở thì hiện diện. À, cho nên uy yun chan tí chúng ta dịch đó là đang nỗ lực, đang gắng sức. Đang nỗ lực, đang gắng sức hay là đang cố gắng. À, mình hiểu là tinh tấn vừa vượt bậc. À, từ thứ hai, sati manto. À, sati manto là sati mantu. Sati mantu mà chia theo chủ cách ngôi à, chia theo chủ cách dạ. Sati manto có nghĩa là người có niệm, à, người có niệm hay là người có chánh niệm. À, xin lỗi quý vị, đây là số nhiều, thành ra chúng ta dịch đó là những người có chánh niệm. Rồi từ thứ đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có bốn từ. Từ đầu tiên ná, đây là một phủ định từ có nghĩa là không. Từ thứ hai nikete, nikete là niketa mà chia theo đối cách, cách thứ hai số nhiều. À, thành ra nó có cái hình thức là ET. Số ít đó là ăn mà số nhiều đó là E. Nikete. Yeah, Niketa. Ở. Hay là nhà hoặc là tú xứ. Chỗ ở, nhà, tú xứ. Rồi từ thứ ba, ramante. Ramante là ramati. À, đây là động từ ramati mà chúng ta cách chia theo ngôi thứ ba số nhiều. À, thành ra nó có cái hình thức là anti. Ramati mình dịch đó là thích thú, quan hỷ, vui thích. À, chữ T đây là nhân xưng đại từ, ngôi thứ ba số nhiều. Nhân xưng đại từ ngôi thứ ba số nhiều. T là những người ấy hay những vị ấy. Chúng ta bước sang đoạn thứ ba.
Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên hăng sa quá, đây là một hợp từ, chúng ta tách ra hăng sa cộng với là ý quá. Hăng sa có nghĩa là thiên nga hay là ngỗng trời. Từ ý quá đây là một cái từ có ở trong các cái phép tránh ẩn dụ. Ý quá đây có nghĩa là giống giống hay là giống như. Rồi ba la lăng. Ba la lăng có nghĩa là cái ao. À, mà chúng ta có thể dịch hầm hồ tí là chúng ta dịch là ao hồ cũng được. À, thì chúng ta nếu mà có nghiên cứu về địa lý tí đó thì chúng ta thấy cái ao chứ nó hơi khác nhau. À, cái ao đó thì nó rộng hơn, nó cạn hơn. Còn cái hồ đó thì có thể đẹp hơn mà nó sâu. À, hít toa. Từ cuối cùng hít toa đây là một bất biến quá khứ phân từ. Có nghĩa là sau khi rời hay là sau khi từ bỏ. À, bước sang đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư của gồm có hai từ. À, từ đầu tiên ô các mô căng. À, thì nếu mà chúng ta phải tách nó ra đó là ô căng ô căng. Ô các mô căng. Căng ở đây đó là được lặp lại hai từ. Ô căng, à, ô căng, ô căng. Thì cái từ ô căng đó có nghĩa là nếu mà theo nghĩa đen đó, nó là cái nhà. Người Anh họ dịch ra là house. À, rồi chúng ta có thêm từ nữa là agara. Agara mình tiếng tiếng Việt mình cũng dịch là nhà, nhưng mà bên tiếng Anh đó họ dịch là home. À, thì từ lặp lại này nè, ô cá mô căng này đó, ngài Hòa Thượng Minh Châu người dịch đó là mọi trú xứ. À, mọi trú xứ. À, thì thôi chúng ta lấy cái nghĩa này đi chứ bây giờ chúng ta cũng đâu có cái nghĩa nào tốt hơn. Mọi trú xứ. À, từ cuối cùng cha hàn. Thứ hai chá han tí. À, chá han tí đây là động từ chá hát tí mà chia theo ngôi thứ ba số nhiều, thành ra nó có cái hình thức là an tí. À, chá hát tí hoặc là chá ha tí cũng giống nhau, có nghĩa là rời bỏ, rời khỏi, bỏ rơi, rời bỏ, rời khỏi, bỏ rơi. Tức là không có quan tâm đến, không có vướng bận, không có quyến luyến, không có dính mắc. Và từ cuối cùng T. Thì chữ T ở đây đó là đại từ ngôi thứ cách. Thì chữ T này đó, ở đây đó mình hiểu chữ T này đó là một cái đại từ chỉ định thay thế cho ăn xa, là những cái con thiên nga đó, con ngỗng trời. Cho nên chữ T này đó mình dịch là chúng nó. Rồi bây giờ chúng ta mới cùng nhau dịch văn xuôi nè. Sắp cái mặt tô những người niệm ui dung chan tí đang gắng sức. Ở đây mình hiểu là đang gắng sức tu tập. À, đang gắng sức. T những người ấy ná không ra màn tí thích thú ni kê tê các chỗ ở.
hay là các chú xứ. Ý quá giống như hăng sa, những tiếng Nga. Hi toa, sau khi rời bỏ Pa La Lăng ao hồ, tê chúng nó chắc hàn tiết bỏ ô các mô căng. Yeah, đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng cùng với việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 91. Yeah, xin được kính tri ân Sít Ái Minh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 91. Hình như Sít Ái Minh thay không kịp hay sao, thành ra thấy cái đoạn dịch đó, đoạn dịch văn xuôi đó, nó hơi lủng củng rồi. Những người có chánh niệm đang gắng sức tu tập, những người ấy không thích thú, không thích thú những chỗ ở hay là những trú xứ. Giống như những con thiên Nga sau khi từ bỏ ao hồ. Sau khi từ bỏ ao hồ, chúng rời bỏ hay là từ bỏ mọi trú xứ hay là mọi chỗ ở. Thì từ bỏ mọi chỗ ở đây đó, mình hiểu là chúng nó không có quyến luyến, không có vướng bận đối với cái chỗ ở. Bây giờ thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức, xin được kính mời quý bà quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Arahang samma sambuddho phakkhava buddhang phakkhavantang avivadami svakkhato ta dhammo dhammang namassami suppatippanno phakkhavato savakka sangho sanghang namami namaturatanatayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý, cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý, cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý, cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Pháp. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức Tam Bảo một cách tóm tắt này. Chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ, chư Phật tử, nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật pháp tại râm Pháp Cú Kinh chuyên đề. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 91. Câu kệ này là câu kệ thứ hai ở trong phẩm Arahatawakka, phẩm A-la-hán. Thì thành ra đó là chúng ta hiểu những cái câu kệ ở trong phẩm này nói về đặc tính của các vị A-la-hán, hay là nói về pháp tính của các vị A-la-hán. Câu kệ này được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi ngài ngự tại quê Lú Quán Á, Trúc Lâm, đề cập đến trưởng lão Maha Kassapa. Một lần nọ, Đức Thế Tôn an cư mùa mưa gần thành Rajagaha. Đến khi mãn mùa an cư, ngài mới tuyên bố với chư tăng: này các tỷ kheo, nửa tháng nữa Như Lai sẽ đi vân du. Thì xin thưa quý vị, khi mà Đức Phật hay là chư Phật làm một cái việc gì đó thì bao giờ
quý ngài cũng thông báo trước, cũng tuyên bố trước. À, cho nên đó là ngài thông báo vậy đó. Thì sở dĩ đó mà chư Phật thông báo trước vậy đó, tăng đó, ai có đi theo thì đi. Và những vị nào mà cần phải đi đó thì thông báo vậy để các vị đó có thời gian chuẩn bị những tư trang cần thiết đem theo. À, bây giờ đó bác nóc nè, thì thành ra đó là mình không có phải làm cái chi cả, vì bác ấy nóc nó rất là lâu hư. À, còn thời xưa đó là người ta phải xài bát bằng đất nè, bát bằng gỗ nè, bát bằng sắt. Hồi thời 80 mấy chúng tôi còn ở dưới các cái chùa Khmer thì xài bằng bát inox 7 mảnh. Xin lỗi, bát sắt 7 mảnh. Bát sắt đó thì bà còn sắt đó mà nó gặp không khí đó thì nó dễ bị sét lắm. À, cho nên đó là mình xài lâu lâu tí đó thì mình phải đốt, lấy lửa đốt rồi lấy đèn cày, lấy sáp thoa lên cho nó bóng, cho nó láng, để nhằm giảm đi cái oxy hóa. Rồi đồng thời đó làm vậy đó mình xài nó được lâu, đựng cơm nước ở trong đó nó cũng không có bị xen kẽ vô cái sét rỉ. À, thì Đức Thế Tôn ngài thông báo trước vậy đó là để chư tăng chuẩn bị tất cả những cái việc đó. Thì khi mà được thông báo vậy đó thì ai cũng phải làm, xin thưa quý vị. Người đó thì chuẩn bị giặt vũ y áo, người đó thì đốt bát, làm bát cho nó sạch sẽ đẹp trở lại, gọn gàng lại. Thì ngài Mahakassapa là một đại trưởng lão, ngài cũng làm những cái công việc này, xin thưa quý vị. Và ngài cũng làm những công việc này. Thì bây giờ đó có một số các cái vị tăng mà phàm đó, người ta mới thảo luận bàn bạc với nhau, nói ở thành Rajagaha này nè có khoảng 180 triệu dân. Thì đó đó đa phần là thân quyến của trưởng lão Mahakassapa. Nếu không là thân quyến đó, thì cũng là phần người hộ độ trưởng lão Mahakassapa. Nên chi đó trưởng lão Mahakassapa sẽ quyến luyến Rajagaha này, trưởng lão không có đi được đâu. Dù cho trưởng lão có chuẩn bị giặt y bát, giặt y áo hay là đốt bát này kia kia nọ vậy, giống kiểu làm cho có lệ vậy thôi, chứ trưởng lão không có rời khỏi cái thành này được đâu. Thì khi mà cái sự bàn tán vô trong hàng ngũ chư tăng này lớn lên mới đến tai Đức Thế Tôn. Dạ, mới đến tai Đức Thế Tôn. Chưa. Thì sau khi mà Đức Thế Tôn thông báo vậy, bây giờ các vị chuẩn bị đồ xong rồi đó, thì đến ngày đi văn du. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ngài mới đứng trước chúng đó, ngài nói bây giờ mà Như Lai cùng với chư tỳ kheo đi hết đó, thì không phải ở đâu cũng có người hạnh phúc, cũng có người đau khổ. Thành ra đó là nếu mà mình đi hết vậy đó thì xứ Rajagaha này nè, ai sẽ tiếp độ những người đau khổ? Rồi ở thành Rajagaha này có trú xứ, có chùa chiền, thì ai sẽ là người gìn giữ?
Đức Thế Tôn mới chỉ định trưởng lão Mahakasapa cùng với một nhóm đệ tử của ngài Mahakasapa ở lại. Ở lại. Thì kheo Phạm Tăng đó mới nói thấy chưa? Lời chúng tôi tuyên bố đó, tiên tri đó, là đúng sự thật. Và rồi câu chuyện bàn tán xôn xao này lớn lên đến tai Đức Thế Tôn. Bây giờ Đức Thế Tôn ngài mới triệu đó và hỏi cớ sự duyên sự như thì chư tăng trình bày lên với Đức Thế Tôn thảo luận của họ vậy. Nương theo đó đó, Đức Thế Tôn ngài mới dạy. Ngài nói này các tỷ kheo, là các vị cho rằng Mahakassapa quyến luyến họ hàng tứ vật chúng. Nhưng mà kỳ thực ra đó thì Mahakassapa chỉ vâng lời Như Lai mà quay lại thôi. Quả thật vậy, ở trong các cái tiền kiếp xưa Mahakassapa đã từng phát nguyện là mình sống cái hạnh giống như trăng đi theo quỹ đạo vậy, chứ không có ở lại, không có dướng bị một cái gì cả. Thì sau khi mà Đức Thế Tôn ngài xác định vậy xong thì ngài mới nói tiếp đó là đối với con trai của ta hay là con trai của Như Lai đó thì cái quyến luyến ở trong tượng họ hàng hoặc chùa chiền tam tịnh thất tất thảy đều không có nơi con trai ta. Ví như con thiên nga sau khi nó đáo xuống ở một cái ao hồ nào đó rồi nó đi vơ vẩn loanh quanh để kiếm thức ăn thì xong rồi đó nó bay đi chỗ khác, chứ nó không có một chút gì đó là quyến luyến, là lưu luyến, là dính mắc đối với cái ao, cái hồ đó cả. Nói như vậy xong, Đức Thế Tôn ngài mới thuyết lên câu kệ mà hôm nay chúng ta học. Uy yun chan ti sát ti man tu na ra man ti te hang sa lang hi tua ô ca mô căng chá hàn tị tê. Và câu kệ này được ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu ngài dịch kệ thơ năm chữ: tự sách tấn chánh niệm không thích cư xá nào, như ngỗng trời rời ao bỏ sau mọi trú ẩn. Trú ẩn hoặc là trú xứ cũng được. Ô ca là ngôi nhà. Và đồng thời khi nãy chúng tôi cũng đã chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi rồi. Thì thành ra đó là qua nhiều bản dịch này nè, đây là những cái tham khảo để toàn thể chúng ta có thể hiểu thấu được ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Pali mà Đức Phật dạy. Vậy thì xin thưa quý vị, qua các câu này, rồi duyên sự của câu kệ này. Thì câu kệ đó, duyên sự đó là gợi mở một số ý để từ mà chúng ta có thể hiểu được cái ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ. Vậy thì qua duyên sự rồi qua các bản dịch này, chúng ta rút ra được cái ý nghĩa gì ẩn chứa ở trong câu kệ này. Đại ý của cái câu kệ này là gì, xin thú gì? Trước khi bước vào phần chiết nghĩa từ vựng, chúng tôi có nói với quý vị, đây là câu kệ thứ hai ở trong phẩm A-la-hán. Cái câu nằm ở trong phẩm A-la-hán này đó là những câu kệ trình bày về các pháp tính hay là các đức tính của một bậc A-la-hán. Cho nên đại ý của cái câu kệ này đó, cái câu kệ này nói cho chúng ta biết đó, là đối với bậc A-la-hán thì không có còn luyến ái. Không có còn luyến ái đối với người vật nữa.
Như vậy đó thì chúng ta cũng phải tập làm sao đó để mình không còn dính mắc, không còn quyến luyến đối với bất kỳ ai, bất kỳ cái gì nữa. Thì lúc đó đó mình mới thành mãn được cái cuộc tu, đến được cứu cánh đời sống phàm hạnh, đó là A-la-hán. Dạ, đại ý là vậy đấy xin thưa. Thì bây giờ chúng ta mới cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa chi tiết, hay là chúng ta bàn rộng nó ra, bàn chi tiết ở cái câu kệ này. Đoạn đầu Đức Thế Tôn ngài dạy Uyuncham-ti-sati-manto. Sati-manto là người có chánh niệm, là đang gắng sức, đang nỗ lực, đang tinh tấn mạnh mẽ. À vậy thì người có chánh niệm là sao xin thưa quý vị? Như phàm phu của mình có được gọi là người có chánh niệm không xin thưa quý vị? À, đối với phàm phu của mình thì mình phải phân tích. Khi nào tâm thiện sanh thì ngay khi đó mình hay là có niệm. Còn khi nào tâm bất thiện nó sanh thì ngay khi đó mình không có niệm hoặc không có chánh niệm. Ở đối với bậc thánh xin thưa quý vị, nhưng mà trước khi đó chúng ta qua bắt tiếp về người phàm tí nữa. Như vậy thì là đối với người phàm đó, trong một ngày 24 tiếng đồng hồ thì có bao nhiêu thời gian tâm thiện sanh đến, có bao nhiêu thời gian tâm bất thiện sanh đến. Thì lúc này đó chúng ta lại phân tích tiếp. Người phàm mà gọi là vô văn, thiểu trí, người không có biết được pháp của bậc thánh, không học pháp bậc thánh, không hành theo pháp bậc thánh đó, thì gọi là vô văn thiểu trí. Thì với cái người đó mình có thể hiểu ra là như là người không học đạo, không biết đạo, không hành đạo. Thì người mà không học đạo, không biết đạo, không hành đạo đó, thì lúc bấy giờ đời sống của họ tâm bất thiện sanh khởi nhiều. Nhớ tâm bất thiện sanh khởi nhiều. Thì tâm bất thiện mà nó sanh khởi nhiều vậy đó thì thiện sanh khởi ít lại. Mà tâm thiện sanh khởi ít lại đó thì tức là người đó đó ít có niệm, ít có chánh niệm trong đời sống. Rồi đối với cái người mà có học đạo nè, có biết đạo nè, có hành đạo, mà ai đó hành đạo siêng năng tinh tấn thì có chánh niệm nhiều, mà có siêng năng tinh tấn lắm đó thì có ít chánh niệm. Dạ, có ít chánh niệm. Để bây giờ chúng tôi mới xin được hỏi quý vị đó chứ, có chánh niệm nhiều đó thì có lợi hay là có hại? Và có lợi đó đó là lợi như thế nào? Chánh niệm hay là niệm đó là nó ở trong pháp thiện. Do đó mình mà có chánh niệm nhiều hay là có niệm nhiều đó thì mình sẽ có lợi. Thì cái lợi đó là mình được an vui ngay trong đời sống hiện tại, vì pháp thiện nó sanh thì nó sẽ đoạn được phiền não. Cho nên mình an vui do không có bị phiền não quấy phá. Rồi có cái lợi nữa đó là nếu mà niệm này nó mạnh, nó vững, nó hỗ trợ cho mình xuyên thủng được màn vô minh, trở thành bậc thánh. Rồi cái lợi nữa nè là khi mà mình sống có nhiều chánh niệm vậy đó,
thì giả sử như mà mình có bị chết bất thình lình thì mình cũng không có bị hoang mang sợ hãi. Và rồi chết mà có chánh niệm thì tạo ra một cái nghiệp thiện. Nghiệp thiện đó sẽ tạo ra một cái quả thiện, quả tốt, dẫn mình đi tái sanh về cảnh lành, cõi lành. Cho nên đó là mình mà sống một niệm thì mình được rất là nhiều cái lợi lạc. Dạ, được rất là nhiều cái lợi lạc. Thì đó đó là chúng tôi mới phân cho chúng ta ở có niệm của người phạm. Còn đối với bậc thánh thì sao? Bậc thánh mà càng lên cao chừng nào đó thì cái thời lượng có chánh niệm của họ đó càng nhiều chừng đó. Bậc thánh mà còn thấp thấp đó thì vì rằng còn phiền não. Phiền não nó vẫn còn len vào. Thì khi phiền não len vào đó thì họ không có chánh niệm. Không có niệm. Đối với bậc thánh đó, thì cái phiền não nó len vào đó nó không giống như là phàm phu. Phàm phu đó thì có thể một ngày 24 tiếng đồng hồ phiền não nó len vào 20 tiếng đồng hồ hoặc hơn. Nhưng mà đối với các bậc thánh thấp thấp đó thì ngược lại, phiền não len vào rất là ít. Dạ, rất là ít. Còn đối với các cái bậc thánh mà cao cao đó, như là bậc thánh A-la-hán thì không còn phiền não. Cho nên đó, bậc thánh A-la-hán đó, chỉ khi nào năm đôi thức nó làm việc thôi. Tức là khi thấy nghe người đục thì ngay khi đó không có niệm, không có chánh niệm. Chứ ngoài ra đó là đều có niệm. Ngoài ra là đều có niệm. Như vậy đó thì Sati Manto, người có chánh niệm ở đây đó, mình phải hiểu cặn kẽ chi ly là vậy. Người có chánh niệm thường trực hoặc là gần như thường trực đó là các bậc A-la-hán. Dưới tí đó là các bậc thánh. Rồi dưới nữa đó là những người phàm mà có học pháp bậc thánh, hiểu pháp bậc thánh, thực hành theo pháp bậc thánh thì mới có niệm, có chánh niệm. Đối với bậc A-la-hán vì các vị đó là những gì cần làm, vì đó là đã làm xong, vị đó không còn cái gì phải làm nữa, cho nên vị đó không cần phải nỗ lực tinh tấn siêng năng vượt bậc. Siêng năng vượt bậc. Nhưng mà những cái bậc thánh mà thấp thấp hơn tí, rồi cho đến phàm phu đó, thì cần phải nỗ lực siêng năng tu tập. Vậy thì khi có chánh niệm đó rồi thì mình cần phải nỗ lực tinh tấn siêng năng để tu tập, thì tu tập gì? Nỗ lực siêng năng tinh tấn quán chiếu để thấy được mọi thứ ở trên cuộc đời này chỉ là mọi thứ ở trên cuộc đời này chỉ là năm quận, 12 xứ, 18 giới, 14 đế. Và phải nỗ lực siêng năng tinh tấn để thấy ra được danh sắc năm quận xứ, 18 giới, 4 đế đó nó sanh, nó diệt như thế nào. Và vị đó đó chỉ thấy cuộc đời này nó chỉ có là danh này, sắc quẩn này, xứ này, giới này. Như vậy thì là vạn vật ở trong thế gian này đó chỉ có gì? Sanh, diệt, diệt, sanh, sanh, diệt thôi. Danh
đang sanh, danh đang diệt. Sắc đang sanh, sắc đang diệt. Đó là thấy trên cái góc độ danh sắc. Còn thấy trên cái góc độ năm quẩn thì là sắc quẩn đang sanh, sắc quẩn đang diệt. Thọ quẩn đang sanh, thọ quẩn đang diệt. Hành quẩn đang sanh, hành quẩn đang diệt. Tưởng quẩn đang sanh, tưởng quẩn đang diệt. Thức quẩn đang sanh, thức quẩn đang diệt. À, rồi thấy trên cái góc độ 12 xứ thì cũng vậy. 12 xứ đang diệt. Rồi thấy giới cũng vậy. 18 giới đang sanh, 18 giới đang diệt. Rồi thấy đế cũng vậy. À, là hai đế đang sanh, hai hoặc ba đế đang diệt. Diệt đế đó là à, mà chỉ có khổ đế, tập đế, đạo đế đang sanh đang diệt. À, thì với người đó mà cố gắng nỗ lực siêng năng để thấy vạn vật này theo danh sắc quẩn xứ giới đế vậy đó, thì thử hỏi quý vị đó ha, lúc đó đó đâu có cái khái niệm đó là anh A bà B, chị A anh B, chị A chị C chị D đâu. À, rồi không có cái khái niệm đó là tiền tài nè, danh vọng nè, hay là lợi đắc nè, danh vọng nè, cung kính. Và nếu mà không có cái khái niệm đó là anh A chị B anh C chị D rồi chùa chiền rồi là y áo rồi là thức ăn thức uống là vân vân và vân vân đó, thì nếu mà không có các cái khái niệm đó đó thì lấy đâu ra cái trạng thái đó là tà ghét. Khi nào mà mình còn thấy có ông A bà B, có ngôi nhà tranh, ngôi nhà lầu, xe hơi, xe đạp, vân vân. À, thì khi đó, đó mình mới còn có cái tâm trạng đó là thích chiếc xe hơi, ghét chiếc xe đạp, thích nhà lầu, ghét nhà tranh, thích người đẹp trai, người xấu trai. À, tức khi mà mình nhìn vạn vật nè, khi mình nhìn vạn vật đó mà bằng gì danh sắc quẩn xứ giới đế, và đó đó nó đang sanh rồi nó đang diệt, quẩn xứ giới đế đó nó đang sanh nó đang diệt thôi. À, thì lúc đó nó sẽ thú vị đó, mình không có cái chi cả để đáng cho mình thích, có cái cả để đáng cho mình để đáng cho mình. À, thì với người có chánh niệm nỗ lực tinh tấn siêng năng tu tập để thấy ra được như vậy. À, cho nên đó là có một lần các vị tỳ kheo hỏi bạch Đức Thế Tôn làm như thế nào để chúng con đó là trở thành Phật thánh. Thì Đức Thế Tôn ngài dạy đó là an trú cái tâm của mình vào trong tư niệm xứ. An trú cái tâm của mình vào trong tư niệm xứ thì sẽ thành tựu được bậc thánh, hay là tu tập tứ niệm thành tựu được bậc thánh. Thì các vị tỳ kheo mới hỏi bạch Đức Thế Tôn, sau khi thành tựu bậc thánh rồi đó thì chúng con lại an trú ở đâu? Đức Thế Tôn ngài nói tiếp đó, ngài nói đó là tiếp tục an trú cái tâm của mình ở trong tứ niệm xứ. Giờ mà an trú cái tâm của mình ở trong tứ niệm xứ là sao? Xin thưa quý vị, là thấy vạn vật theo chân đế, theo bản thể thật, mà theo chân đế, theo bản thể thật là vậy đó. Thấy vạn vật chỉ có danh và sắc, chỉ có quẩn, chỉ có xứ, chỉ có giới, chỉ có đế vậy thôi. À, thì lúc đó mới từ bỏ được ham muốn và tức là từ được tham và có được sân. À, thì khi nào mà không còn tham thì họ thử hỏi quý vị, mình còn có thích, mà còn có quyến luyến cái gì nữa không?
lắm. Mình còn thích thú một cái gì đó đó. À, thì bây giờ đó mình mới có kéo, còn quyến luyến, còn dính mắc. Còn mà mình không còn thích nữa đó, thì mình sẽ không còn quyến luyến, không còn vướng bận, không còn dính mắc. À, mà mình muốn không còn thích nữa đó, thì mình phải hiểu rõ bản. Mình phải hiểu rõ bản chất thật của cái đó. À, thì lúc không còn thích nữa. Và không còn thích nữa. À, thì một người đó có chánh niệm nè, siêng năng nỗ lực tinh tấn tu tập kiểu vậy đó. À, thì những người đó đó, na ni kê tê ra màn tê tê, những người đó sẽ không có còn vui thích nè, không có còn hoan hỷ nè, không có còn thích thú nè, không có còn đắm nhiễm dính mắc quyến luyến với trụ xứ, với chỗ ở, à, với chỗ ở nữa. Bởi vì rằng đối với người đó trong nhà chỉ có đó là danh sắc quận xứ giới đế đang sanh đang diệt thú. À, thì ngài Mahakasapa ngài đã đạt được đến trạng thái, thì thành ra là gì, đối với ngài đó là ở Rajagaha đó cũng giống như ở Sawatthi, ở Rajagaha cũng giống như ở Velu, ở Sakita, hoặc là ở địa phương khác. Dù đó ở tại Rajagaha đó là thân quyến của ngài rất là đông, rồi ở Sawatthi đó không có thân quyến của ngài, rồi ở Sakita đó cũng không có thân quyến của ngài. À, nhưng mà xin thưa quý vị đó, thân quyến đó chẳng qua là gì, do tục đế mình đặt, rồi do còn tham cho nên mình mới cho rằng đó là thân quyến của mình. À, chứ còn khi nào mà mình tu đạt đến được cái trạng thái gọi là tự tại vô ngại đó, à, thì lúc đó là người A cũng giống như người B, cũng giống như người C, cũng giống như người D. A, B, C, D đó đều là gì? Danh sắc, quẩn, xứ, giới, đế. Và chỉ có vậy thôi. Và khi mà thấy được vạn hữu vạn vật trên cơ sở hay là cái góc độ danh sắc, quẩn, xứ, giới, đế vậy đó, thì lúc đó sẽ không còn hoan hỷ, không còn. À, thì sau khi Đức Thế Tôn ngài giải vậy xong, bây giờ ngài mới đưa ra một cái hình ảnh minh họa để cho mọi người nghe đã hiểu được cái trạng thái cái tâm không dính mắc, không quyến luyến là như thế nào. Thì ngài mới đưa ra cái hình ảnh con thiên nga hăng xa quá pan la lăng thi toa, là giống như những con chim thiên nga sau khi mà nó rời bỏ ao hồ rồi. Ô ca mô căng cha hàm thi tê, chúng nó không có, chúng nó từ bỏ đi cái trú xứ đó, tức là chúng nó không có quyến luyến, không có vướng bận, không có dính mắc đối với cái chỗ đó nữa. Đối với cái chỗ đó nữa. Thì lúc nãy trong duyên sự đó chúng tôi có nói một đoạn cho quý vị nghe đó. Và trong đó nói đó là ví dụ như cái con thiên nga đó, sau khi mà nó đáo xuống một cái ao hồ nào đó đó, nó đi qua quận để nó tìm thức ăn gì gì đó, rồi xong cái công việc của nó tại đó đó, thì nó lập tức nó khác. Nó bay đi liền, chứ nó không có là nấn ná nè, là do dự nè, là quyến luyến nè, nó không có vậy, bay đi liền. Bởi vì sao?
vì nó không có cho rằng cái ao đó đó là của nó, cái ao đó đó là của người thân của nó. À, chính vì vậy đó mà nó bỏ đi. Và ở trong kinh Phệ Đà đó, thì người ta cũng diễn tả nói đến cái đặc tính từ bỏ của những con thiên nga này. Những con thiên nga đó, nó đến cái ao hồ này vào mùa này, thì mùa sau đó nó sẽ đến những cái ao hồ khác. Mùa sau nữa đó nó sẽ đến những cái ao hồ khác. À, chứ nó không có phải là cố định đến một cái ao hồ. Và không cứ đến một cái ao hồ đó. Nói như vậy có nghĩa đó là con thiên nga này nè, nó cũng có một cái đặc tính đó là không dính mắc, không quyến luyến. À, không dính mắc, không quyến luyến. Thì tu đó cũng vậy. Mình phải tập cái tâm của mình đó làm sao để mình có thể không có dính mắc, không có quyến luyến, không có vướng bận đối với bất kỳ người, vật, việc, sự kiện, hiện tượng nào cả. À, khi nào đó mà mình không còn quyến luyến, không còn vướng bận vậy đó, thì lúc đó là nhẹ nhàng, tâm của mình lúc thanh thoát mới được giải thoát. À, nói về pháp tính của Ngài Mahakassapa, nói về pháp tính của Bậc A-la-hán. Pháp tính của Bậc A-la-hán là vậy. Và chúng ta là những người nhưng mà vì rằng có lý tưởng muốn giải thoát khỏi mọi khổ đau, có lý tưởng sợ hãi tử sinh luân hồi, thì chúng ta phải cố gắng lấy cái gương lành của các bậc thánh này nè để làm chỗ y cứ soi rọi, học hỏi hành theo. Và tập cho cái tâm của mình đó, dần dần đến nào đó mình cũng có được một cái khả năng thấy được vạn hữu ở trên cái cuộc đời này. Cái này đó chỉ là danh quẩn xứ giới đệ. Thì lúc đó đó mình cũng đạt được cái trạng mắt không còn vướng bận đối với bất kỳ cái gì nữa. Thì khi đó đó mình cũng sẽ được thì đó là toàn bộ cái sự hiểu biết của chúng tôi về câu kệ pháp cú số 91 này. Chúng tôi xin được chấm dứt thời giảng với đề tài câu kệ pháp cú số 91 tại đây. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đức, cầu mong các ngài được an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị được thanh thông đời sống, được tiến hóa ở trong Phật pháp. Phước báo khác xin được hồi hướng đến cả chư thiên trong ba cõi, nhất là các vị có đại quay lực, đại thần lực. Cầu mong các vị tùy với phần để được an vui nơi cảnh giới chư thiên. Rồi xin các vị hộ trì Phật pháp được bền vững, hộ trì chúng sanh đồng tiến hóa vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Sa thay mặt đại chúng rung còn kính đại chư ai đức mẫn từ bi hoan hỷ thuyết giảng và kinh pháp cú số 91 từ chúng con để chúng con hiểu và hành để được sửa lẫn hóa. Nó kính kính trơn đại đức kinh một nữa, con cũng xin là cùng tìm đại đức một lần nữa trở lại để chúc phúc cho rung. Hôm nay không có đại đức mình hành nên đại đức cây phút. À, dạ.
Vatusa